Rồi, xin chào mọi người quay lại với trang gà gaming. Thì hôm nay mình vừa nhận được một cái bí ẩn mới thì mình sẽ làm luôn ha. Đây, dấu vết của thời gian điên cuồng. Trước khi bắt đầu cái bí ẩn này thì mình cũng nói sơ là để nhận được bí ẩn này thì các bạn cần phải làm một số nhiệm vụ, cái yêu cầu chứ, ở rừng Pha Lê. Thì các bạn sẽ nhận được nó sau khi hoàn thành cái yêu cầu nghiên cứu ma bò 4. Thì này gồm 4 phần ha, tức là lúc đầu các bạn phải làm là nghiên cứu ma bò 1 rồi 2 3 rồi 4. Thì sau khi hoàn thành cái nghiên cứu ma bò 4 nè thì các bạn sẽ nhận được, và để nhận được cái nghiên cứu ma bò 4 này á, thì cũng nó sơ về cái nhiệm vụ này, trong cái yêu cầu này luôn. Tức là khi bạn nhận cái yêu cầu nghiên cứu ma bò 4 á, nó sẽ kêu bạn là, nó chỉ nói ngắn gọn là nhờ bạn tìm vải lan xanh ở ma bò thôi, mà nó không nói rõ phải đánh con lính nào, bạn chạy cho bản đồ nó cũng không hiện luôn. Thì để đỡ tốn thời gian tìm của mọi người đó, thì mình cũng nói cách là của nhiệm vụ nghiên cứu ma bò 4 đó, là các bạn sẽ đánh lính ở đền ma bò Tinh Anh. Đây, để mình chạy tới đó luôn như vậy đó, ha. Okay. Thì cái nhiệm vụ này cũng mình vừa làm xong hôm qua, tối hôm qua cũng khuya rồi nên không có mấy ngày. Rồi, cái nhiệm vụ này là bạn cần phải lấy tên đền Tinh Anh của đền Ma Bò Tinh Anh ha. Rồi các bạn chạy xuống tầng 3, đánh những con lính ở khu vực này nè, ở những khu vực ở khu vực gần cái boss vàng này nè, là được ha. Đánh lính à, không phải đánh con lính, đánh con nào cũng được nha. Tức là ví dụ đánh 2-3 con thì được, sẽ được một cái hai cái mảnh vải xanh. Thì yêu cầu 300 mảnh thì có thể là chơi máy cỡ tầm 1-2 tiếng là được cuộc này. Rồi sau đó thì các bạn nhận cái sẽ nhận cái bí ẩn thôi, sau khi hoàn thành cái nghiên cứu bò 4 đó. À, cũng nói luôn là trước khi mà các bạn làm cái bí ẩn mà nghiên cứu ma bò thì nó bắt buộc các bạn phải làm thêm một cái bí ẩn, một cái yêu cầu nữa. Cái yêu cầu của ma bò là cái yêu cầu và sorry. Tìm hoa ánh trăng. Tức là các bạn đầu tiên là làm cái nhiệm vụ tìm hoa ánh trăng này, thì cái hướng dẫn của nhiệm vụ tìm hoa ánh trăng đó mình đã làm trong video trước rồi. Cái đường link video mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Rồi sau khi làm cái nhiệm vụ nhiệm hoa ánh trăng xong thì sẽ làm tiếp là nghiên cứu ma bò 1, 2, 3, 4. Cái nghiên cứu ma bò 4 thì sẽ tới cái khu vực đánh quái hồi nãy mình vừa chỉ á, để đánh. Rồi ok, còn bây giờ thì mình vô cái bí ẩn này. Gian hàng rồng. Gian hàng rồng để bạn về lâu đài bị cho tới chỗ quán rượu lâu đài á. Này thì chắc mọi người cũng quen thuộc rồi ha, lâu đài bị cho tới quán rượu. Rồi cái quán rượu thì sẽ có một cái hình này nè, đứa này là bạn đây, một trong hai đứa này. Đây, nói chuyện với lại một NPC này. Đấy, nhìn thấy là chị đại. Thung lũng Ginkgo. Cô dân làng ở thung lũng Ginkgo ấy, cái này nó cho gửi rõ ràng luôn nè. Chứ nó cho cái tên không thì tiền sắc mặt. Đi thôi.
Làm cái nhiệm vụ này không có khó, mà thời gian di chuyển chạy qua chạy lại hay là hết thời gian. Đừng lấy thằng này tiếp nha. Rồi tiếp tục nói chuyện đệ tử của Lương Y Hồng nè, nói chuyện đệ tử đó. Xôi xôi. Phía đông và ngọn đồi có trạm gác. Phía đông đây, phía này đây có chặt ghét hay luôn ở kế bên. Ok, cái này đi trước đây thì mình không thấy, nhưng mà đấy. Là khi các bạn nhận nhiều bộ bí ẩn thì những cái NPC này mới xuất hiện, chứ trước đây thì không hề có những NPC này. Có gì vậy? Chết rồi, hôm qua ấy cái quên lắp chiều vô rồi. Để cho đánh chay. Đoạn qua đầu mỏ các bạn, thì mình cũng đưa cái mẹo thôi, là khi các bạn đầu mỏ thì tụi nó thấy thường có một cái mẹo để cướp mỏ mà không bị tính sát lực sát khí, đó là nó sẽ đánh bạn, và nó dùng đánh thường giống như là đánh bạn thôi. Và nếu như mà bạn mà để thành kỹ năng á, khi bạn đánh lại á, thì kỹ năng của bạn sẽ trúng cho con quái xung quanh, và những con quái xung quanh thì giết bạn, thì khi đó nó vẫn cứ được mở của bạn, nhưng mà nó không có bị tính điểm các khí, nên mình mới bỏ hết khí ra. Soichiro là cái bà đứng ngay chỗ cái quán rượu hồi nãy á. Đây, thôi quán rượu này. Hình như là mình lỡ tay chạy vào quán rượu luôn rồi. Rồi đúng rồi. Đấy, hy vọng là bí ẩn nó cứ đơn giản thế này thôi thì Goshun. Thân đến thung lũng của ẩn dật rồi, và từ Goshun. Thung lũng ẩn dật. À quên quên, nó còn được cái ẩn dấu. Thung lũng ở rừng pha lê. Thường ẩn sĩ nha. Đấy thường là ẩn sĩ nha các bạn. Nó nằm ở đâu, bên nào đây. Rồi cái tối đó đây được kiếm. Một trong hai vậy. Ở khoan khoan. Nếu vậy thì
Rừng pha lê tới đây luôn đi, rồi nhảy có gì nếu như bên kia thì mình nhảy qua cho dễ. Tại hôm trước cái khi mà mình làm cái nhiệm vụ tìm đồ thì thấy rõ ràng là ở phía dưới thì sẽ không có NPC nào hết. Rồi mật mới vừa vô luôn là à không. Rồi theo góc nhìn là sẽ nằm ở bên này. Một nhìn thì mình đứng này cái ảnh từ bên trái, tức là nó sẽ bên nằm phía gần cái hay huấn luyện này. Cái này thì hôm trước mình có nhiệm vụ làm để nhảy phải nhảy cái này rồi. Ê, sao lấy chỗ bị méo méo nhỉ? Đúng mình nhảy là lên mà. Thôi à, mình cứ theo cách cũ của mình cho nó exact. Mình không hiểu, không phải là nó hướng dẫn ngay chỗ đó nhưng mà mình nhảy là không bao giờ được hết nha. Thôi mình cứ nhảy theo cách cũ của mình đi. Nói chung mình thì gà mà, mấy bạn các bạn nhìn tên kênh là biết rồi. Đấy, cũng nhảy hai lần y chang nhau, lần đầu được lần hai thì không khó hiểu. Rồi xong nó lỡ thay rồi. Phi lưu á. Đừng vô, đừng vô, đừng vô, đừng vô. Vô Sun. Đây các bạn lên tới đỉnh là thật nha. Thôi đừng có đoạn video để mình ok rồi. Rồi xong tiếp theo rồi qua đây yên rồi quay lại chỗ chỗ bên rượu hồi nãy các bạn quên. Ok đi các bạn quay lại à quên. Như hồi nãy đã nói là cái vị trí của cái nhiệm vụ vừa rồi ở đây nha các bạn, gần hay huấn luyện nè, đúng như tuyến ban đầu luôn, là nằm bên dưới đó. Rồi lâu đài bên Sion, quay lại chỗ quán rượu chứ không cho mình tự động di chuyển luôn. Hình như cái chỗ này nếu như các bạn bấm tự động di chuyển lên nó sẽ nhảy dùm luôn á.
Nhưng mình chưa thử nữa. Đây nói chuyện với lại tiểu nhị à, tiểu nhị trình tuổi bà chủ không rồi đọc tên đi. Gian hàng rồng tức là cái quán rượu nè ở bên trong. Nè, các bạn thấy không? Đó này nằm nằm ở đằng sau cái ấy nè. Trong này thì không vô được rồi. Thì ở trên, trên lầu. Xuân lầu vị trí này là thằng Hải đang ngô xuân. Các bạn chạy vô trong quán rượu lên lầu bên đây phải nha, mà thấy cái NPC đứng đây luôn. Ok. Tầng 2 thung lũng Bisayon. Bạn tới thung lũng Bisayon ẩn giấu là cái chỗ bắt đầu mở xuống tầng 2. Cứ chạy nó chứ gì đó coi. Ok. Tắt hết cây rồi người ta. Ở tầng 2 này thì mình thấy cái điểm này là đáng đi nhất. Không như nó khu đầu mỏ. Ừ, khu khách sạn. Lên trước đi cái tính dù pha trên đó cũng cao. Đó đúng luôn, đúng nó luôn rồi đó, mình chạy qua chỗ này thôi đã đau quá. Đây thôi cái hay nhỏ gần gần đấy. Rồi các bạn ha, nó nằm ngay chỗ cái chỗ đào mỏ luôn, rồi cái chỗ tiếp theo là nằm ở đây.
Nhưng mà hồi nãy trong đoạn phim mới là cái hang nhỏ, một cái hang đây đây. Bây giờ các bạn thấy 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 nó gì nè. Nhảy qua. Này là 10 trên 10 là xong rồi nè các bạn. Ok, cái biển này thì không có khó ha. Chỉ khó một cái lúc là lúc lúc ban đầu tìm kiếm mới là cái nhiệm vụ mà nghiên cứu ma bảo bốn là hơi khó, tìm vị trí đánh lính thôi. Rồi cái nhiệm vụ tìm hoa bí ẩn cũng vậy, cái gì các bạn có thể coi dưới đây trước để làm nhiệm vụ tìm hoa bí ẩn đó ha. Rồi dạ các bạn.